chỉ khoảng 2 ngày nữa thôi, bởi vì vào khoảng gần cuối tuần này thì dự báo là khu vực này sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống. Và tình hình cụ thể như thế nào chị Tú Quyên? Vâng, thưa chị Lan Anh và thưa quý vị, các bạn và các bạn. Trước khi không khí lạnh tràn xuống thì hôm nay và ngày mai, thời tiết miền Bắc khá dễ chịu. Đêm trời rét, ban ngày thì nắng ấm, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 23 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Sau đó thì sang thứ Năm, một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống khiến trời trở rét. Trong đó đáng lưu ý nhất là thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, mưa xảy ra nhiều nơi, rét đậm, rét hại xảy ra trên diện rộng. Thậm chí vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Biết trước các thông tin này, quý vị và bà con nên chuẩn bị đối phó với giá rét. Xuống miền Trung, thời tiết hôm nay sẽ có sự tương phản giữa các khu vực. Trong khi khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận đa phần là tạnh giáo, có nắng, thì các tỉnh thành Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa lại mưa gần như cả ngày, có nơi mưa vừa. Một khu vực nữa cũng cần lưu ý đến mưa dông đó là Nam Bộ. Những cơn mưa trái mùa sẽ xuất hiện ở diện rải rác trong chiều tối nay. Cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to, trong cơn dông dễ kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Còn tại Tây Nguyên, thời tiết khá ổn định, trời ít mưa, nắng đẹp. Nhiệt độ tại các thành phố như là Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ, riêng Đà Lạt là 22 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau giữa và Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa, cảnh báo mưa dông kèm theo gió giật và lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang gồm các quần đảo Thổ Chu và Phú Quốc cũng cần phải đề phòng với gió giật và lốc xoáy trong mưa dông. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Dự báo thời tiết 24/7 của VTV được phát sóng trên nền tảng số. Và để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin thời tiết nào của chúng tôi trong ngày, thì quý vị hãy like, hãy share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Xin chào!